Cho son. Em ở đây chứ em ở đâu? Vâng, sơ đấu chung kết vượt khó trận Seng Dồm và cả trận Summer Miwan nữa. Một trận mà Summer lên đời rất muộn, nhưng may sao bài của Bi lại ăn quả vàng ngoài đáng lòng. Vâng, vàng của Bi mà sát trong nhà mà sát mép bản đồ, trận đấy Chim Sẻ thua chặt, không cửa thắng. Bởi vì nếu như vàng trong thì BB sẽ đóng A ở nhà chứ không phải đóng A ra ngoài. Chim Sẻ sẽ không làm thế nào để công được BB. Cho son đối đầu với Summer rất tịt thành với Cho son. Thích công bù đập dân hay đánh cái gì, hay là cung A3 lỗ, nhạc gì Summer cũng có thể chiều được. Nhưng mà cơ bản là bây giờ bài phải lên được đời. Và yêu đầu 4 con đã về nhà rất nhiều rừng, nhưng tôi chưa thấy thêm đồ ăn khác của Chim Sẻ. Có lẽ phải tách thêm dân ra đi dò thêm thôi, tránh tình trạng lại phải đánh lô như vừa nãy. Bắt đầu tách thêm dân đi dò rồi. Sau khi lùa được bầy hiêu về nhà, bắt đầu rảnh tay hơn, tập trung vào đi dò tìm thêm đồ ăn. Và một bầy hiêu, đôi còi nữa, mát máy. Quả đâu? Hồi bãi quả đâu đâu đây, ngay chỗ này thôi được rồi, đỡ phải đi xa. Vậy một dân cắm cờ đi tìm tiếp, còn lại câu voi và sẽ một chiếc BS ăn gỗ, một chiếc BS đầu ăn gỗ và sẽ ăn được cả bầy hiêu đá về cạnh chiếc BS đó. Thậm chí nếu như thích, Chim Sẻ hoàn toàn có thể đóng S2 để ăn bầy hiêu kia, vừa làm gỗ luôn. Thôi cứ chắc chày mà đánh chém. Lại đánh theo kiểu đánh bài cơ bản với Bi, 1L 1A và vâng đủ đồ luôn, 4 voi 2 bầy hiêu đủ luôn đồ. Con dốc hơi cao. Đúng rồi, đá ra để lấy chỗ đóng S đẹp. Về nhà cho nó mát. 2 dân 2 voi rất bay khi mà lợi thế đang nằm trong tay. Vâng, nhắc đến Chim Sẻ thì thường có lẽ là vâng nó không ngoài chúng ta sẽ hay nhớ đến những cái trận thắng ảo của Chim Sẻ, chứ có nói chung là những cái trận thua ảo nó có khi hiếm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Chim Sẻ đang tận dụng cơ hội rất là tốt, biết chắt chiêu, không có những pha kiểu quăng game hay là tròn game bừa bãi. Đánh rất tôn trọng người xem. Con voi thứ tư về nhà thành công, tuyệt vời rồi. Tôi còn chưa thấy BB nhảy đời 2 cơ. Xả rất nhiều ruộng. 2S ăn gỗ mà tẹt tẹt ca luôn. Không ăn nhiều quá nhiều vàng. Nâng cấp cái công. Chia sẻ có lẽ đang muốn đánh vâng một con lạc đá đầu, sau đó là chuyển luôn con mã. Vâng, bài này tôi dậy lâu rồi. Bài này biết thừa rồi. Đào đúng 60 vàng để đánh một con lạc đá đầu. Vâng, để đánh một con lạc đá đầu sau đó là chuyển luôn bốn má cho nó mát. Bài này là mới đấy, đỡ tốn cái ăn vàng. Vâng, gặp nông dân ăn hoàng đến từ cái thứ gì thấy rồi. Có lẽ đây sẽ là trận đấu cuối cùng của buổi giao hữu ngày hôm nay các bạn được xem. Vì để thắng là rất là cao. Vì bây giờ tôi thấy con men con giò sang. Vâng, chọc dân Summer thì đến ngày kia. Hay là đợi kèo tái đấu đi. Một kèo đấu mà theo như chúng tôi thì đây là một kèo đấu được gọi là vâng bộ phim kinh dị. Phần này mới là phần 2 thôi. Con giò á, hai dân đập cho mát. Rồi, quá nghiệt dành cho Bi. Rất khó. Con giò không thi đấu luôn, không làm được cái gì cả. Phế. Vâng, lại còn đứng thủ. BB chết khoảng 7 dân. 2L đến từ BB. Vâng, bây giờ không thể thua được nữa rồi. Bài bây giờ trận đấu này không thể thua được nữa rồi. Còn dân mình chưa bánh xe. Vì có lẽ đang muốn ép quân Trần Lực. Rồi én. Thế thôi. Làm dăm bé rồi lại té. Mang sơn đầu đi công. Còn đâu đứng nhà thủ tất. Đi công không xong mỗi thủ cũng chẳng được. Lắm chém sang đây hồ bản. Vâng, tỷ số chính thức là 3-0 xe đấu thứ 5. Và chung cuộc là 3 EVC nghiêng về Chim Sẻ Đi Nắng. Không có cửa dành cho Bi ở trận đấu này. Đấy, công không được mà thủ cũng chẳng xong. Bài đẹp của Chim Sẻ. Lợi thế quân là có là rất rõ ràng. Chí ông còn đào 50 vàng lên 140 này này. Đánh khốn nạn lắm, chắc chày lắm. Vâng, tối nào từ cái hôm thua 5-0 với C, tối nào tụi bắt đánh với tôi đến sáng. Đêm nào tụi bắt ngồi luyện với tôi đến sáng rồi. Rồi, làm gì? Và BB đang đẩy rất nhiều quân lên. Bỏ nhà. Giáp 4 rồi. Giáp 4 rồi. Mặt dân ra mà phụt. Phụt. Phạt. Rồi, BB Quit không nói một lời và kết thúc buổi giao hữu ngày hôm nay ở 5 xe đấu. Chung cuộc 3 EVC dành cho Chim Sẻ Đi Nắng và... Vâng, có lẽ chúng ta sẽ chờ một kèo tái đấu tập 3. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những chương trình tường thuật trực tiếp lần sau GameTV. Và xin được thay mặt những người làm chương trình, xin được cảm ơn nhãn hàng Lưu Men đã cùng đồng hành và tài trợ cùng team AOE GameTV. Chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn.